Vua Trần Anh Tông là vị vua thứ tư của nhà Trần, tên húy là Trần Thuyên, con trai của vua Trần Nhân Tông. Ông sinh ngày 17 tháng 9 năm 1276, năm 17 tuổi, tức năm 1293, được vua cha truyền ngôi ở ngôi 21 năm, làm Thái Tượng Hoàng 6 năm. Ngày 16 tháng 3 năm 1320, ông băng hà tại cung Trùng Quang, phủ Thiên Trường, thọ 47 tuổi. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, ngày 12 tháng 12 năm 1320, táng Thượng Hoàng Trần Anh Tông vào Thái Lăng ở An Sinh, tức Đông Triều, Quảng Ninh ngày nay. Mùa xuân tháng 2 năm 1332, phụ táng Thuận Thánh Bảo Từ Hoàng Thái Hậu, tức Bảo Từ Hoàng Hậu, vào Thái Lăng. Thái Lăng được xây dựng trên một quả đồi thấp có tên là đồi Tán hay Chán Quỷ, trong lòng của một thung lũng mà ba mặt Đông, Tây và Bắc được bao bọc bởi các dãy núi cao tạo thành thế tay ngai vững chắc. Suối Phủ Am Trà bắt nguồn từ Ngọa Vân đến khu vực Lăng thì chảy từ Đông qua Tây ngang qua phía trước mặt của đồi Tán Quỷ rồi hội nước ở trước mặt tạo thành Minh Đường Tụ Thủy. Địa hình và cảnh quan thiên nhiên của Thái Lăng ngày nay đã khác xưa rất nhiều do việc xây dựng đập Trại Lốc vào cuối những năm 70 đầu những năm 80 của thế kỷ 20. Đập Trại Lốc chặn suối Phủ Am Trà khiến cả vùng thung lũng bao quanh thành đồi Tán Quỷ biến thành hồ nước, đồng thời đã biến đồi Tán Quỷ thành một đảo nhỏ nằm giữa hồ Trại Lốc. Cũng chính vì thế mà ngày nay nhân dân trong vùng gọi đồi Tán Quỷ là đảo vua. Trải qua thời gian, Thái Lăng đã bị phá hủy, các dấu vết còn lại là những vết tích dưới lòng đất và một số ít nổi lên mặt đất. Theo mô tả của Đại Nam Nhất Thống Chí thì đến thế kỷ 19 Thái Lăng đã bị phá hủy và chỉ còn lại dòng đá, kỳ lân đá và bậc đá. Trong những năm 2007-2008, toàn bộ khu vực trung tâm của Thái Lăng đã được khai quật nghiên cứu khảo cổ. Kết quả khai quật nghiên cứu đã xác định được cấu trúc mặt bằng của Thái Lăng. Theo đó, Thái Lăng được xây dựng trên ngọn đồi Tán Quỷ và khu xung quanh, trong đó trung tâm của Lăng nằm trên đỉnh đồi với cấu trúc gồm 3 cấp nền hình gần vuông chồng xếp lên nhau theo kiểu kim tự tháp. Cấp nền 1 là cấp nền dưới cùng có diện tích lớn nhất, mặt bằng chữ nhật.